Xin chào bạn đã quay trở lại với chương trình gameplay cùng Junki. Trong ngày hôm nay thì mình thu âm ngay từ cái đoạn mà vào trận đấu ấy. Sẽ có những tình huống vòng xoay may mắn và mình vào đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ là gặp lại nhau vào một ngày trời thu. À chết nhầm, trời này là trời đang hè. Các bạn chắc có những tình huống tắm biển các thứ. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ có tình huống là chơi một con hero nó tương đối là hot 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 trong cái phiên bản này. Nó không phải là con Catalin đâu. Con Catalin mình chỉ là pick để cho đồng đội biết thôi. Cái con ngày hôm nay mình sẽ đánh đó là một con Iris. Đây là một con rất là hot meta. Và hãy cầm Iris để có thể leo rank nếu mà các bạn thích. Đấy, thì thực ra thì đánh Iris nó cũng là con dao hai lưỡi. Là một là nó là một tướng lao vào chặt chém burst down rất kinh khủng. Nhưng mà con dao hai lưỡi thứ hai đó là nếu đồng đội phối hợp không tốt thì đồng nghĩa việc là chúng ta bể rất là cao. Nó lao lên và chúng ta không có đường về. Đấy, thì ở đây thì chúng ta đang thấy là team bạn đang pick vào vị trí Adam rồi này. Sẽ là còn một con hero gì nữa đây? Mình kèo này là mình chắc chắn là mình sẽ đánh Iris rồi. Và bây giờ thì mình đang chơi Thumbnail đi rừng. Ok, con này vẫn có thể vào hấp diêm được. Đấy, sẽ có những cái tình huống là lao vào chặt chém các thứ, nó là có. Rồi, sau đó là thanh niên Cupid. Đấy, có một tình huống ping vào rừng rồi. Chắc chắn mình sẽ đi lên cầm vị trí con Iris thôi. Đây, mình sẽ ping ngay vào con Iris cho em ý biết. Đó, đúng rồi. Vị trí con Iris đi vị trí ngoài lane by Junki. Và mình rõ ràng là mình chơi con Iris này nó cũng không quá nhiều. Đợt trước thì có một đợt mình bị điên. Thế là mình có một màn mình bảo mình chơi xong 1000 trận Iris thì mình mới thôi. Nhưng mà sau khi chơi được đến tầm 50... Wow, xin lỗi các bạn. Đang kể câu chuyện kiểu về thời xa xưa thì tự nhiên cơn hát xì nó bay vào. Ấy kể lại câu chuyện là mình cái đợt xa xưa mình có tình huống là mình bị điên. Thế là mình hứa với lòng là chơi 1000 trận Iris tôi. Nhưng mà sau khi mà chơi được 50 trận khi mà thắng nhiều quá nên đồng nghĩa việc mình sẽ không chơi Iris nữa. Không hiểu sao tự nhiên có cơn hớt xì thế nhỉ. Rồi, đầu game thì mình sẽ lên một cái quyển sách và kèm theo một cái siêu ở thời điểm ngoài lane. Để có những tình huống là mang cái siêu này để có thể counter vào con Vóc. Vóc ở đầu game nó kim tỏa bắn đau á, nên chúng ta phải có cái siêu này để tự bảo vệ bản thân. Bằng tờ này thì mình sẽ vào sử dụng để có thể trợ giúp vào thanh niên con viên Cupid. Sẽ có những tình huống thả Chama các thứ đi nào thế nào nó là có. Đấy, Catalin thì ở đằng kia đi rất xa thì có những tình huống chích bụi các thứ nó là ok. Iris thì ở những cái khoảng thời gian đầu game thì chúng ta thấy là cái khả năng chém của nó có một chút gì đó hơi sốt ruột. Đấy, cái màn giơ kiếm lên ném tạch các thứ nó có một chút gì đó mệt mỏi. Đấy, thôi tuần này được rồi, tuần này là mình có thể lao ra ở vị trí ngoài lane để có thể farm rồi. Con Sky nó sẽ tự lo liệu những phần còn lại. Tuần này thì đầu game thì chúng ta cũng chưa cần thiết phải máu chó quá. Đầu game cứ bình tĩnh, tự tin và farm thôi. Cứ full đồ sau đó nhau. Cái vật phẩm mà mình sẽ lên đầu game nó sẽ là... Ủa trời ơi, đau thế. Đang nói chuyện, ông cứ có tình huống đâm trọt này. Đau vãi trường. Đợi đấy. Và những cái tên mà thả thính các thứ đến từ con Iris đến từ mình. Wow. Thanh niên mẹ thumbnail gì mà căng ấy. Đầu game chưa gì đã ra ném nhau, mất nửa máu tôi rồi. Thế tôi sống làm sao? Em muốn anh sống sao? Mày làm sao? Cẩn thận, tao vào tao cân 2 bây giờ. Dạo này hù báo lắm. Dạo này toàn cầm tinh con báo thôi. Ôi nhiều quái quá. Bọn này lui lại tao farm cái nào. Nhiều quái thế này. Không ăn phí. Ôi nó thả thính. Ôi trời ơi, thôi bình tĩnh. Bình tĩnh thôi, làm gì mà căng ấy, để yên phạm. Ôi Sky chết rồi. Trời ơi sao quả đấy tự nhiên Sky diễn sâu ăn đầu lâu thế à. Quả này là đầu game chúng ta cứ phải sống an hòa hạnh phúc thôi. Mẹ, trong những màn mà lao lên đấm nhau lao nháo là nó sấy nó chết ngay. Mẹ, này thích ném mình thích nhở. Thôi dừng mà phạm đi. Đấu game ra ganh lên làm con mợ gì. Mẹ, ganh này là mình chết đấy. Đùa thật đấy. Hồi nào hòa bình nào đùa. Mẹ, đầu game cứ hòa bình lên game đánh nhau cứ phun đồ đánh nhau. Mày bây giờ mày làm sao. Ủa trời tao đùa đấy. Ủa trời tao đùa đấy. Thôi. Đau thế. Đã bảo đùa rồi. Cứ nhầm mặt quân thù mà đấm. Khổ vãi, khóc cơ mờ nơ rơ. Thôi được rồi. Tình huống này thì mình lại bay ra. Có những màn lên ngay một cái kiếm đầu game để có thể farm có tí đam. Chưa gì bọn này toàn động vật máu lạnh rồi. Chưa gì đã ép lên một cách đàng hoàng rồi. Đấy, cứ bình tĩnh, cứ tự tin và đợi mình mẹ khỏe nữa nào. Rồi,
Turn này turn là phải ngồi lại tiếp tục ôm vị trí con quái ngoài lane. Đấy, thì đầu game thì mình cũng không muốn gì nhiều. Đầu game mình chỉ muốn an lành hạnh phúc, farm phập thôi. Chứ mình cũng không muốn có những tình huống mẹ gây thù, gây oán ở những cái thời điểm đầu game cả. Mẹ, rõ ràng là mình là một cái con người mà sống rất biết điều. Nó cứ mẹ thể hiện những cái sự mẹ đâm chọt đau vãi chưởng. Đấy, à, tên này vẫn đủ tiền. Xích xin mẹ có cái xích xin thêm tí tốc. À, thêm thì đam đánh cho nó sướng. Ấy, vóc mẹ hồ báo nhỉ. Láo thật, xây chết bà ấy, đúng rồi em ơi. Ừ, nhưng mà nó vẫn à đâu, đấy là con thumbnail nhầm. Con vóc, con thumbnail nhìn giống nhau quá mẹ, toàn nhìn nhầm. À, đây, đây, hàng hàng về, hàng về, hàng về của anh rồi, của anh rồi. Của anh rồi. Của anh ạ, này, của anh lại hàng, lại hàng, lại hàng. Bạn chạy đi đâu? Ăn cái stun là vỡ mồm luôn này. Stun nó đi, đúng rồi. Xôi, ôi của chúng ta. Ôi trời, double kill. Ôi thơm thế. Uê. Tình huống vào rừng phát này, ăn này, ngập mồm ngập miệng này, đồng đội yêu mình thật. Đấy, thôi được rồi, ăn double kill qua đấy là bây giờ mình xanh dần đều luôn. Đấy, vừa có một tình huống vừa chết xong thì vào rừng trả thù được hai mạng, thế là đẹp trai rồi. Một đổi hai thì ngô khoai cũng đổi xanh, xanh tươi nó là có. Thôi tên này là cái tên mà mình sẽ lao ở đây mình ăn uống thôi. À, tình huống này tình huống cứ phải ăn càng nhiều quái càng tốt. Đấy, tỷ số bây giờ là hai đều. Lượng gold chênh lệch rơi vào tầm là không biết. Tầm này thì mình cũng không thể tự biết được cái lượng gold của mình. Mình sẽ hướng tới một cái rìu. Tại sao mình lại lên một cái rìu? Tại vì là lên xong cái rìu thì cái khả năng mà chúng ta có kích hoạt nội tại đến con Iris nó là có. Đấy, nên các bạn nên lên rìu đầu tiên để bổ sung. Hình như là nó cần là 150, à đâu 125 điểm nội tại. À, 125 điểm vật lý hoặc là phép thì nó mới kích hoạt được nội tại. Đấy, nên mình đang có những tình huống là phải lên ngay một cái rìu sớm. Không gì là chúng ta sẽ kiểu nhà quê ăn cất dê và đánh ở cái trạng thái là không có nội tại thì nó xìa thần trưởng á. Đấy, tên này là phải ngồi đây ôm quái thôi. Ở vị trí ngoài len mà cứ ôm full dam rồi sau đó lát nữa nhảy phát con vóc chết mà. Ủa ôi, nó ném đầu vãi trường. Thôi thôi, thôi, quả này thau rồi. Quả này ở lại là nó mẹ kim toàn đấm chết ngay đấy. Nhưng mà quả này vẫn muốn giữ lắm. À thôi thôi, đây đây, bây giờ bạn nào vóc, ôi trời ơi, ném trượt rồi, về đi, về đi em ơi, về 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 về, ném cham ma trượt là coi như là khóc luôn ấy. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả là phải từ từ, củ từ. Ôi trời ơi, chết đây, con vóc vóc nguy hiểm thật. Thôi chết đây, chết đây bạn ơi, chết đây em ơi. À, nó nhảy kìa, đây không còn gì để mất, mày trêu em tao bây giờ mày như nào hả New. Thôi thôi đùa mà, con vóc lòng vòng quanh sô cô la ghét vãi trưởng. Với dân như nào, bạn tưởng mình sợ bạn á? Bạn hơi sai về khái niệm về cái sự sợ ở đây. Bây giờ mình sấy ấy, ôi sấy toàn trượt rồi em ơi. Đây đây đây, ui nó có phao tần, ôi có hàng. Quê là sao? Ô, cái tình huống đấy mình thấy thumbnail đứng trong bụi, mình tưởng là nó đang đấp, ai ngờ là nó AFK. Quả đấy mình cũng không biết là nó ở đấy đâu, nhưng phao tần bay vào giữa mõm, thế là lại là biết, lại có tiền. Khổ thế, quả đấy không sạch lắm nhưng mà thôi, cũng có tiền về, hàng về. Đấy, có rìu luôn. Đấy, tiếp theo là sẽ là một cái point ship. Có point ship thì khả năng chém cho team bạn không được hồi máu. Và để cái vật phẩm này để có thể counter được Adan. Đấy, để tránh cái khả năng mà Adan có những tình huống lăn lộn lên này, bay biếc các thứ nó có. Đấy, bây giờ ra đây, xuống vóc. Vóc ơi, vóc à, vóc đi đâu đấy? Cho chấp bạn vậy. Ô, vẫn bằng trụ à? Thôi giết rồi, hay lắm. Đấy, con vóc nó bắt đầu thọt dần đều. Ôi chết bây giờ, mẹ cắt về đi bạn ơi. À, con phao tấn thì thoải mái đi. Mẹ quẩy, mẹ giày lên các thứ. Chém nó biết ai là chủ ở trong cái room này. Đấy, ai là người giỏi toán. Ấy, thanh niên này lại đánh bạn mình á. Đánh bạn mình á, đánh bạn mình này. Đấy, có tình huống, ôi nó thả thính kìa. Mẹ chết bây giờ, mẹ cắt về đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi tên này cắt, chuyến này cắt đi khó về. À chưa biết đâu, chưa biết đâu. Ôi trời ơi, còn phát nữa, cho phát nữa bạn ơi. Ôi ôi, thôi 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 thôi, hòa bình ngay. Team bạn cũng có những tình huống cũng rất là phẫn nộ rồi. Nhìn team mình bắt đầu có những cái sự ghét nhất định rồi. Ôi mẹ tơn, mẹ thả mây thả mưa, nhìn là không thấy vui rồi. Thôi tao chỉ phong quái thôi, đừng bắn tao. Wow, rồi kim tỏa giữa mồm luôn. Quê đen thật. Sống đã rất là lương thiện thế rồi mà vẫn còn bị giết. Ở tên này, tên mà thanh niên Catalin đang bị dồn đam. Toàn chết những quả mạng xàm xàm nhá. À, toàn đam mẹ đam mẹ mấy tỷ năm mới đến. Kiểu K
cái cú vãi, lẽ không chết đâu, tình huống chết lại có những tình huống đau lòng, bỗng dưng muốn khóc. Thôi không sao, bộ phim bỗng dưng muốn khóc thì nó ngừng công chiếu lâu rồi, nhưng mà ôi bây giờ vẫn còn đuổi cơ. Thôi 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 bình tĩnh thôi em ơi, ôi thôi đừng bắn đau đấy, mà bắn đau nhỉ. Thôi, đấy, anh chui vào ngay, trời ơi, chui vào là nhanh lắm. Bọn này, mày cứ đợi bố mày đấy. Kiểu, bọn này có những tình huống cấu máu tầm xa đau vãi chưởng. Vừa mới ra, chưa kịp làm cái gì, chưa làm việc gì có ích cho đời thì lại phải là chạy về. Ôi, con vóc của Phoenix Ship là bảo sao, nó chọc mình, mẹ kiểu cảm giác như bố chọc con ấy. Đau vãi chưởng, không sao. Đấy, quân tử trả thù 10 năm không muộn, ít ít mình với late game mình nhảy phát vóc chết mà. Tầm vóc này cũng không ăn thua làm đâu, vóc cứ đợi này, mày cứ đợi anh mày đấy, đợi anh này có point ship anh chơi với mày. Còn bây giờ thì anh vẫn hơi hèn tí, sống hèn hèn tí ở đầu game thôi, lao vào bây giờ nó sấy chết ngay, cứ phải vào đây làm cái point ship cho nó đẹp dài đã, tự tin tỏa sáng khoe cá tính nó là có. Con này mình chơi mình mắc 1 nhá, nhiều bạn chơi mắc 2 để có tượng lượng đam ở chama, nhưng mà mình thích mắc 1 để có cộng đam lăn lộn trong combat cho nó nhanh. Đấy, à đây, đây, hàng về mọi người. Về ủa thôi đùa. Thôi đùa đấy. Quả đấy lao lên hơi nhanh, vóc nó chạy về luôn. Đấy, cái này. Đấy, quả đấy thực ra thì cũng hồi mana nhanh mà. Con này mình bay có mất mana đâu nên có là mình dùng. Có là mình à đúng rồi, Catalin đứng đấy là hay đấy. Đấy đúng rồi, đây rồi. Con này chết chặt rồi. Lấy cái gì mà sống được thế? Combo của anh là cho em bốc hơi luôn. Bây giờ thì lại sấy đam ở trụ rồi. Đấy, những cái tơn mà bay vào sấy đam các thứ nó nhanh lắm. Đấy, xong luôn. Đấy, ôi, cẩn thận bây giờ. Vâng, bây giờ thì chắc là mình sẽ có tơn bay về các thứ rồi. Đấy, thanh niên Sky đang có những cái màn là bay nhảy các thứ này rất là điên đảo. Mình sẽ chui vào đây nào. Đấy, đi theo này. Trời ơi, tình huống đấy bạn di chuyển hơi sâu ấy. Hơi sâu mình chọn ăn đầu lâu ngay. Đây, bây giờ X-Class ơi, X-Class đánh nhau mẹ lao với thầy giáo này. Đừng đùa với Iris có vò bớt đam kinh khủng lắm. Bạn không chơi được đâu. Bây giờ thì mình sẽ có tơn này, đâm thẳng vào vị trí con trụ rồi. Đấy, tơn này là cái tơn mà mình cứ có những tình huống quay tay các thứ nó là ngon thôi. Đấy, thôi đi vào nào. Mình sẽ vào rừng, mình sẽ mua đồ ở đây. Đấy, sẽ là có những cái tơn mà mình sẽ mua ngay một cái tension bow. Đấy, có tension bow là cái lượng đồ nhảy vào burst dam nó điên đảo rồi. Ít nó chỉ cần 3 cái đồ dam này thôi, chứ không cần thiết phải lên quá nhiều đồ mẹ kiểu đắt đỏ gì nữa đâu. Thế này đủ đồ để nhau rồi. Bây giờ thì chúng ta cứ đóng giáp vào để có thể counter con vóc. Đấy, vóc mà vào combat mà kiểu nó bắn mình không thấm đồng nghĩa việc nó quay đít bỏ đi thôi. Còn nếu mà các bạn mà quá ham lên đam cho những con hero tay gần ấy, tay ngắn ấy, thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ có một chút gì đó mất cái lượng giáp, và đồng nghĩa việc là vào combat thì chúng ta rất là yếu đuối, rất là mềm. Và bây giờ thì cần thiết đóng các loại bìm vào người. Đấy, gold mine các thứ nó đang ăn rồi. Con tơn này tơn mình sẽ chui vào vị trí con mỏ vàng để có thể đánh thử. Đấy, lượng gây đam của mỏ vàng rất là lớn. Đấy, ăn uống nó là ngon mà. Sợi lăn lộn các thứ ăn gold mine ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ lên một cái giáp để có thể counter lại con vóc. Đấy, đóng ngay cái bìm vào, cứ đóng bìm là chống tràn ngay. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta không đóng bìm vào combat nó có những tình huống counter chết ngay ấy. Mình chơi con Iris vật lý thì mình sẽ hướng tới là mắc 1-3. Tại sao lại như vậy? Vì mình mắc 1-3 để có những cái màn mình ném Chama, rồi mình có những cái thằng lăn lộn vào vị trí của con vóc counter phát trong một combo nó chết luôn. Đấy. Thế nó mới thực sự đẹp trai. Và bây giờ thì nó úi trời ơi, đập đầu vào tường, ngượng quá. Rõ ràng là nó người đi xuyên tường mà cái tường đấy nó không xuyên được. Có một chút gì đó hơi cùi. Thôi làm quả lắc cho tự tin khoe cá tính thôi. Đấy, tên này là cái tên mà đang dình xem. A đây này, xôi chạy ngay. Tuổi gì bắt được mình. Quả đấy mình trêu thôi, team mình đã đủ đâu mà đánh nhau. Đấy, quả đấy mà mình lao lên ngáo ngáo, có khi chết cả hai thằng. Thôi, tên này ra đây farm quái đẩy lên thôi. Chứ cũng chưa đủ lực để có thể đấm nhau với team bạn. Thực ra hay lực thì đủ, nhưng mà
chưa có những tình huống góc combat đẹp. Đây thôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, con hàng này chạy đi đâu ấy, vóc làm sao mày là như nào, cái gì cơ, nói câu nữa, trời ơi, double kill luôn. Mình combo thì cứ gọi là vỡ mồm. Iris quả đấy vậy lao lên chém chết ngay con Samnail. Quả stun đồng đội giờ tầm là con Adan, hình như nó cũng chả giúp gì được cho đồng đội nó hay sao ấy, đèn vãi trường thôi. Tên này là cái tên mà đầy trụ thôi, đầy trụ là có không tên này đấy, cứ đánh cứ từ từ này có phải ngon không, về nhà mua đồ đấy. Ơ mẹ Catherine bị ngáo em ấy, về đây mẹ, đánh mẹ hổ báo cáo chôn chết bây giờ không ai cứu đâu đấy. Catherine quả đấy diễn hơi sâu nhưng không sao, may là không ăn đầu lâu, quả đấy ăn đầu lâu thì bờ lên nó vỡ mồm luôn. Mình sẽ lên ngay cái giáp Atlas để counter lại con vóc. Và bây giờ lên thêm cái silver để chống cái lượng đam đến từ con Samnail. Đấy, là ngon rồi. Turn này là cái turn mà vóc nó nhìn mình như bố luôn. Có những tình huống mà nó có những cái sự lăn lộn ở đây. Lăn lộn nó có đấy. Khi mà mình đang có những cái kèo bay nhảy khá là mạnh mẽ. Ui, cái lông mở ra này. Vâng, những cái tình huống mà lao vào đến từ Iris. Ôi, thôi từ 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 từ. Chết bây giờ. Căng thế. Chưa gì đã có những cái tình huống mà lăn lộn đến từ các team bạn rồi. Ôi 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 ôi. Iris mình cứ phải thả thính tầm xa này. Đấy, có những cái màn đâm chọt các thứ nó là đau đầu đấy. Đấy, đừng có đùa với ninja rùa mẹ. Mình đấm đau lắm. Nhưng mà ôi giời, Samnail kìa. Cẩn thận con Samnail. Ủa trời ơi, đây, hàng về. Trời ơi, cứ gọi kinh ở KS luôn. KS cứ gọi là đẹp dài. Tươi cứ gọi giỏi giỏi. Thôi vào đây, ăn những con quái nào. Đấy, có những tình huống bay nhảy lăn lộn nó là có đi. Rồi, trong cái kèo này chúng ta đang cố gắng là đẩy quái ăn quái đây. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái turn lao lên đây để farm thôi. Đấy, những cái tình huống mà quay tay thần trưởng vào rừng mua đồ. Đấy, ăn Kraken cũng được, mẹ dạo này đang khỏe, đang béo. Đấy, có những tình huống mẹ dây chàm ăn Kraken. Đấy, ăn thôi, quay tay thần trưởng là quá. Bây giờ các bạn như nào nhỉ? Các bạn lao đây. À, đây, con phóc để mình. Ôi, nó sai lần rồi, từ bình tĩnh. Quả này cứ từ từ, mẹ mất Kraken bây giờ. Đấy, cứ từ từ thôi, đây. Không dám lao, ôi trời ơi, cái lồng. Cứ từ từ thôi, thì vậy vào đây, vào sâu ăn đầu lâu bây giờ. Ôi, các thứ này, cố ăn Kraken thôi. Ôi trời ơi, ăn được không, ôi trời ơi, mất Kraken rồi. Thôi đi mẹ, đéo có gì để mất nữa. Lao lên thôi, thì vậy thôi đùa đấy. Đéo lao đâu, bị điên à. Ôi trời ơi, từ từ. Góc này khó đánh nhau quá. Góc này quá khó đánh nhau luôn quế. Ôi trời ơi, nó kim tỏa kìa. Ôi dồi, đây bây giờ còn gì để mất nữa không? Còn gì cho em? Ôi dồi, anh về đây. anh về lại, anh chết ngay. Đấy, để im. Tình huống lươn lắc lạc. Bây giờ con này, đánh nhau, đánh bạn tao. Thôi, đùa. Ôi dồi, con mẹ, con bắt đầu ghét con kia đấy. Mẹ, đợi bố mày đấy, con chó. Đợi bố mày đấy. Đánh nhau không? Con chó đấy. Đi. Mất chết. Hơi hổ báo. Hơi hổ báo với trưởng. Quả đấy mà mình mà có cái egg to thì có khi không sợ nó đấy. Nhưng mà thôi được rồi. Hơi đen. À, thực ra thì hơi hổ báo. Trời ơi. Thầu dã man luôn thề. Thôi, tình huống này là cái tình huống mà chúng ta cũng phải đánh chậm lại tí. Có những màn là đánh hơi khó ở đây rồi. Đấy, ăn Kraken các thứ rồi. Tờ này mình lên ngay cái Aegis là mình full đồ thủ rồi. Mình cũng không sợ bố con thằng nào nữa. Không phải lên Echo nhá, các bạn đừng hiểu nhầm. Đấy, thì lên đây là mình đã full đồ đấy. Full đồ game mình đấy. Đấy, kèo này kèo vào rừng để có thể có những cái tình huống mà chém nó thôi. Chém nó đấy. Bây giờ chỉ cần một combat ăn là thắng thôi.
nhà bạn chỉ có hai cái nhà giống nhà mình thôi mà, ôi hơi lác lác hay sao chứ, mẹ thua bỏ mẹ lác là chết đấy nhá. Thôi để mắc công ty, là mắc công ty bay nhảy. Ôi Sky ơi, về đi ơi, về đây anh ra đây, I'm coming. Ui rồi ôi nó đông quá bạn ơi. Thôi không sao, lên chết mẹ thằng lại bố mày cân hết ra bắt lát rồi. Bây giờ mày như nào, mày chưa bạn tạo ừ hạt sai lần hay đây mày, bây giờ chưa bạn tạo, chưa bạn tạo, chưa bạn tạo. Ui thôi đùa đùa đéo chơi nữa. Bố mày về đây, bố mày về đây nó thật luôn, bố mày về luôn, 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 bố mày về. Con chó. Bây giờ mày nhá, mày nhá, mày nhá. Ấy rồi, bỏ mẹ rồi, giờ vui nha, chính thức là không vui nha, thật sự đấy, thật sự là mình đang thấy hơi buồn rồi đấy, baby sâu buồn. Ấy tìm mạng đâu hết rồi ta, xong phút hình như là họ đang sợ, à đang ăn Kraken này, chắc chắn là ăn Kraken luôn. Vừa thấy ném ném ở đây, game thỉnh thoảng nó có những cái màn bị bug, nhìn thấy có những cái tình huống là ăn Kraken nhưng thôi kệ, kệ nó, chấp nó ăn Kraken đét thêm lượt nữa cũng được, không sao cả, vẫn là ok trong những kèo cắn cào cầu. Bây giờ sẽ lao lên đến từ bên phía đội hình của mình. Vâng, bây giờ Vóc ở đây đang có những kèo lao vào. Úi xồi ôi, Kraken rõ ràng ăn lâu rồi mà sao bây giờ vẫn chưa xong nhỉ. Đấy, dình dình dình, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đâu thằng nào, thằng nào vào đây điểm danh. Đâu mày như nào. Làm sao, ăn ăn này. Xong rồi, bây giờ bọn mày tuổi lìn sánh vai. Thật luôn đấy, chạy đi, thật nói thật. Mày chạy đi, mày chạy ra xem. Mày chạy ra xem, mày chạy ra xem. Mày chạy ra xem. Láo vãi nồi này, chạy cướp. Rồi thôi, ăn này là thơm ngon, ngon từ thịt, ngọt từ xương rồi. Đấy, cứ phải quay tay, chặt chém đây là nó là có. Thôi lao ở đây, phút trụ ơi, này, ngon rồi. Có cái sự comeback e-reel. À đây, đây, các em ơi. Các em ơi, anh đến đây, dám coming. Ôi, chạy, chạy tên lịt được, nghĩ ra để chạy à. Thôi, tao lại lùi, tao lại lùi đấy, cái chưa. Tao vào đây, tao phút trụ, thôi phút trụ nha. Ấy, xấy nó, nó chết đâu. Ngon, trời ơi luôn. Trời ơi, thế này thì không có bất cứ lý do nào mà có thể thua được nữa. Lật kèo nó không có. Đấy, cứ thế này là cứ vậy bớt 1 tỷ ra của trụ rồi. Rồi ok, chắc là chương trình gameplay ngày hôm nay đây kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, đừng quên ấn like, subscribe, chia sẻ để có thể ủng hộ bọn mình. Bọn mình sẽ cố gắng ra nhiều chương trình hay hơn trong sắp tới. Tạm biệt.